tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Ất Tỵ nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ mạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thì Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Ất Tỵ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Ất Tỵ trong năm 2022. Mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là người có độ óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động, mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ còn là người thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Trong năm Nhâm Dần về địa chi, Tỵ gặp dần là lục hại, cần chú ý. Về thiên can của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong năm 2022, có Ất Âm Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Tỵ trong năm nay, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, các bác cũng cần giữ bình tĩnh, đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phần lòng những người ở xung quanh mình. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Ất Tỵ là tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm Nhâm Dần cho các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 cho thấy tuổi hợp là những người tuổi Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973 và Ất Sửu 1985. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Ất Tỵ sẽ gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc, làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng, cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Còn với các bác gái tuổi Ất Tỵ trong năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hoa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định.
Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao thái âm rất tốt cho nữ mệnh. Nam mệnh được sao thái âm trường mệnh, được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Ngoài ra khi có sao này kết tinh sẽ làm ăn phát đạt, mọi chuyện hành thông vào tháng 9. Đặc biệt việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngày sau giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Ất Tỵ hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Ất Tỵ trong năm 2022 cần cẩn trọng, chú ý trong tháng Tân Hợi, tức tháng 11 âm lịch, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Ất Tỵ, và những ngày này gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đầu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung các bác Ất Tỵ không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi năm 2022 của các bác tuổi Ất Tỵ cho thấy tinh thần các bác bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Trong năm nay, các bác tuổi Ất Tỵ vẫn có thể mong đợi gặp nhiều may mắn, ít kiếm tiền so với thời gian trước. Tuy nhiên, các bác tuổi Ất Tỵ đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của các bác quan trọng hơn tất thảy. May mắn trong thời gian này, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân mình. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn của các bác. Còn với những bác đang làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình và cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này các bác nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp các bác lấy lại tinh thần. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Ất Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm nay, các bác có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết các bác sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên, các bác cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu các bác không biết cân đối tài chính thì tiền của các bác sẽ không cánh mà bay. Thời gian này, các bác cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc các bác cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản tiết kiệm cho sau này. Ngoài ra, để kích cầu vận tài lộc, các bác hãy mang bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho các bác. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm 2022. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo.
Bước sang năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các bác tuổi Tân Tỵ. Các bác cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi vã với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi hai người giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu. Suốt cuộc, hai người đã sống với nhau quá nửa đời người. Hai người đã biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Bên cạnh đó, trong năm nay, gia đình của các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ của gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Ất Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp, quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho các bác. Tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của các bác tuổi Ất Tỵ trong năm nay không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, tinh thần của các bác có phần không được tốt như các thời gian trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên trong thời gian này, các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, trong thời gian này, các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hòa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Ất Tỵ sinh năm 1965. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Ất Tỵ trong vận trình năm 2022 theo sáu hạn để hiểu rõ hơn. Các bác trai tuổi Ất Tỵ năm 2022 sẽ gặp phải hạn toán tận. Hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận đến vật thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn này thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bác cần chú ý hết sức. Còn đối với các bác gái tuổi Ất Tỵ trong năm 2022 sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa thường có câu: huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tăng kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Các bác khi gặp hạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Việc làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước cũng sẽ không gặp được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Theo kênh Phong Thủy Gia Cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước của các bác đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Đồng thời, trên phương diện cuộc sống, các bác không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất, tật mang. Trên đây, kinh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần cần mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh,
số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.